Hoàng Quý Phi Thái Lan tái xuất, sóng gió hậu cung Thái Lan có trở lại. Hai tháng trước, khi nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn vẫy tay chào hàng nghìn người ủng hộ tại Bangkok, bên cạnh ông là Hoàng hậu Suthida. Trong đám đông ấy, người ta cũng thấy Hoàng Quý Phi Srinivas Wong Vajirapati đánh dấu sự trở lại của cô sau gần một năm bị trục xuất khỏi hoàng gia vì bất trung. Bà Srinivas Wong Vajirapati, 35 tuổi, từng là hoàng quý phi của vua Maha Vajiralongkorn cho đến khi bà bị phế truất vào tháng 10 năm 2019. Bà bị cáo buộc không trung thành với nhà vua và chống lại việc bổ nhiệm hoàng hậu Suthida vì tham vọng cá nhân. Hôm 2 tháng 9, công báo hoàng gia Royal Galaxy thông báo bà Srinivas đã được trao lại tước vị cao quý của mình. Bà không xuất hiện công khai trước công chúng kể từ khi bị phế truất và nơi ở của hoàng quý phi vẫn chưa được chính thức tiết lộ. Coi như chưa từng bị phế truất. Thông báo hôm 2 tháng 9 cũng bao gồm việc khôi phục quân hàm thiếu tướng cho bà. Theo mệnh lệnh được nhà vua phê chuẩn vào cuối tháng 8, bà Srinivas được coi là không có tội. Tuyên bố của cung điện nêu rõ, từ nay trở đi, hoàng quý phi được coi như chưa từng bị tước quân hàm hoặc tước hiệu hoàng gia. Trong khi tin bà Srinivas bị phế truất gây xôn xao dư luận Thái Lan vào năm 2019, thì việc bà được phục chức vị hôm 2 tháng 9 lại không thu hút sự chú ý của công chúng. Kể từ khi được phục hồi tước vị vào tháng 9, cô Srinivas, 35 tuổi, đã có các chuyến đi đến các tỉnh thành của Thái Lan. Theo nhà khoa học chính trị Buchon Uchanam từ Đại học Nasheshwaran, vai trò công chúng của cô Srinivas, hay còn gọi là Koi, là thu hút sự ủng hộ của giới trẻ bởi cô còn trẻ, giàu năng lượng, xinh đẹp và thân thiện. Tuy nhiên, sự trở lại của cô cũng làm dấy lên những đồn đoán về sóng gió nơi hậu cung, đặc biệt là sau bê bối phát tán hàng nghìn ảnh riêng tư của cô Srinivas hồi tháng trước. Hôm ngày 1 tháng 11, cô Srinivas được nhìn thấy chụp ảnh cùng những người ủng hộ và bắt tay họ, nhưng cử chỉ không thường thấy ở một thành viên hoàng gia. Tờ Bild của Đức hôm 1 tháng 9 đưa tin nhà vua Vajiralongkorn đã đưa bà đến Đức. Theo tờ báo, bà Srinivas di chuyển bằng máy bay riêng đến Munich vào ngày 29 tháng 8 và sau đó lái xe đến một khách sạn 4 sao ở thị trấn Garmisch Partenkirchen trên dãy Alp, thuộc khu vực bang Bavaria của Đức. Trước đó, có thông tin cho rằng nhà vua Vajiralongkorn đã tự cô lập mình tại khách sạn với đoàn tùy tùng gồm 20 phụ nữ trong hầu hết thời gian xảy ra đại dịch. Nhà vua được cho đã thuê toàn bộ tầng 4 và bố trí hậu cung này như một đơn vị quân đội. Tước vị hoàng quý phi không tồn tại ở Thái Lan kể từ khi chế độ quân chủ chuyên chế bị bãi bỏ vào năm 1932. Sau gần 100 năm, nhà vua Thái Lan khôi phục lại tước vị này và trao nó cho bà Srinivas. Bà Srinivas chính thức trở thành hoàng quý phi vào tháng 7 năm 2019, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 67 của nhà vua, chỉ 2 tháng sau khi nhà vua kết hôn với hoàng hậu Suthida, người vợ thứ tư của ông. Cô là người đầu tiên được trao tước hiệu hoàng quý phi trong gần một thế kỷ. Trước cô Srinivas, lần gần đây nhất, một nhà vua Thái Lan sắc phong tước hiệu hoàng quý phi là vào những năm 1920. Hoàng hậu Suthida Tisai là cựu tiếp viên hàng không và được coi là vợ chính thức của nhà vua Thái Lan. Nhà vua Vajiralongkorn là vị vua đầu tiên của nước này có thêm phi tần kể từ khi thời ông nội là vua Chulalongkorn, người có 4 hoàng hậu và nhiều phi tần khác. Từ ồn ào hoàng gia đến biểu tình đòi cải cách. Ngay sau khi được phong tước vị năm 2019, Hoàng quý phi Srinivas, người được từng làm phong hàm thiếu tướng trong quân đội, trở thành tâm điểm chú ý nhờ hàng chục bức ảnh được đăng tải trên web chính thức của Hoàng gia Thái Lan. Trong đó, có hình ảnh bà ngồi trong buồng lái máy bay với chiếc áo thể thao rằn ri. Trong một số bức ảnh khác, bà đang nhắm bắn một khẩu súng trường tấn công hay đang ôm chó cưng của nhà vua. Khi bị phế truất vào tháng 10 năm 2019, bà Srinivas bị cung điện buộc tội, có hành vi sai trái và không trung thành với nhà vua. Theo tiểu sử chính thức được cung điện công bố vào năm 2019, bà Srinivas sinh năm 1985 tại tỉnh Nan, cách Bangkok khoảng 500 km về phía Bắc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân y vào năm 2008 và làm y tá cho đến năm 2012, bà gia nhập văn phòng Hoàng gia Thái Lan với tư cách là nhân viên và làm việc cho nhà vua Maha Vajiralongkorn, khi đó còn là thái tử. Bà Srinivas sau đó gia nhập lực lượng cận vệ Hoàng gia Thái Lan, trở thành đại tá vào năm 2015 trước khi được thăng cấp lên thiếu tướng. Vua Maha Vajiralongkorn dành ít thời gian ở Thái Lan, thay vào đó ông thích sống ở châu Âu. Kể từ khi cha ông qua đời vào năm 2016, ông đã nắm quyền kiểm soát trực tiếp ngân khố hoàng gia. Thái Lan bị ràng buộc bởi các luật nghiêm ngặt bảo vệ chế độ quân chủ khỏi những lời chỉ trích, người phạm tội có thể bị phạt tù đến 15 năm. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây đã xuất hiện phong trào phản đối ôn hòa chống lại chính phủ Thái Lan, kêu gọi cải cách chế độ quân chủ của nước này.
Cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo này đã phá vỡ điều cấm kỵ là thảo luận công khai về chế độ quân chủ. Tại một cuộc biểu tình, người tham gia đã đề xuất chương trình cải cách 10 điểm cho thể chế hiện hành. Những người biểu tình cũng kêu gọi cải cách tư pháp và chính trị, chấm dứt sự chi phối của quân đội với nền chính trị. Thái Lan từng chứng kiến hàng chục cuộc đảo chính thành công. Cuộc đảo chính gần đây nhất là vào năm 2014 với lý do bảo vệ chế độ quân chủ. Sự kiện đã giúp tướng Prayut Chan-o-cha, lãnh đạo của cuộc đảo chính, trở thành thủ tướng. MC Gregor Mason, một nhà báo Scotland chuyên đưa tin về hoàng gia Thái Lan, cho rằng sự trở lại của Sininath có thể khiến nhiều người không hài lòng. Rất có thể việc phát tán những hình ảnh riêng tư là một phần trong nỗ lực nhằm phá hoại sự trở lại của hoàng quý phi. Ông MC Gregor nhận định và dự đoán sóng gió ở hậu cung Thái Lan sẽ chưa dừng lại. Trước đó, theo thông báo phát đi ngày 21 tháng 10 của hoàng gia Thái Lan, quốc vương Maha Vajiralongkorn đã tước bỏ tước hiệu hoàng gia, quân hàm và thu hồi các huân chương của hoàng quý phi Sininath Pillaiyani. Quyết định này được đưa ra chỉ 3 tháng sau khi bà Pillaiyani được sắc phong vào vị trí cao quý và quyền lực của hoàng gia Thái Lan. Thông báo của hoàng gia Thái Lan nêu rõ, hoàng quý phi Sininath đã phản đối việc quốc vương Maha Vajiralongkorn sắc phong hoàng hậu Suthida Tisdai đúng vào thời điểm diễn ra lễ đăng quang của nhà vua vào hồi tháng 5. Buổi lễ diễn ra chỉ vài ngày sau khi quốc vương tuyên bố cưới hoàng hậu Suthida Vajiralongkorn Na Ayutthaya, cựu tiếp viên hàng không và là chỉ huy phó của đội cận vệ. Bà Sininath đã công khai phản đối hôn lễ của nhà vua, tìm mọi cách để gây sức ép nhằm ngăn nhà vua lập bà Suthida làm hoàng hậu. Theo thông báo của hoàng gia Thái Lan, bà Sininath muốn thuyết phục nhà vua đưa bà lên ngôi hoàng hậu và động cơ phía sau động thái này là vì tham vọng cá nhân. Sininath đã có những hành động nhằm phản đối việc sắc phong hoàng hậu Suthida sau khi bà kết hôn với nhà vua Maha Vajiralongkorn vào ngày 1 tháng 5 2019. Sininath đã tìm đủ mọi cách để ngăn chặn việc sắc phong và mong nhà vua đưa mình lên làm hoàng hậu, thông báo cho biết. Cũng theo thông báo, để xoa dịu mâu thuẫn và ngăn chặn những hành vi không phù hợp nhằm vào hoàng gia và đất nước Thái Lan, quốc vương Maha Vajiralongkorn vẫn trao tước hiệu Chalkunpra hay còn gọi là hoàng quý phi cho bà Sininath. Nhà vua cũng hy vọng lễ sắc phong hoàng quý phi sẽ làm giảm bớt áp lực cũng như tránh những vấn đề có thể ảnh hưởng tới hoàng gia Thái Lan. Tuy nhiên, tham vọng của Sininath vẫn chưa dừng lại, ngay cả khi bà được ngồi vào vị trí hoàng quý phi. Thông báo của hoàng gia Thái Lan cho biết, bà Sininath không tôn trọng nghi lễ và truyền thống hoàng gia, bà tỏ ra không phục tùng nhà vua và hoàng hậu, thậm chí vi phạm đặc quyền của hoàng gia khi đưa ra những mệnh lệnh có liên quan tới hoạt động của nhà vua. Hoàng quý phi dường như không thỏa mãn với tước hiệu mới được ban và tìm mọi cách để vươn lên ngôi vị hoàng hậu. Sininath không hiểu truyền thống hoàng gia và hành xử ngược lại với nhà vua và hoàng hậu. Bà đã lợi dụng vị trí mới của mình để ra lệnh cho mọi người, giả vờ rằng đó là mệnh lệnh hoàng gia. Ngoài ra, bà cũng yêu cầu mọi người phải thực hiện theo các mong muốn cá nhân của bà, nói rằng bà nhận được mệnh lệnh hoàng gia và hành động thay mặt nhà vua, thông báo cho biết. Mặc dù đã sắc phong Sininath làm hoàng quý phi, song quốc vương Maha Vajiralongkorn vẫn theo dõi mọi hành vi của bà và nhận ra rằng bà đã hành xử không phù hợp với ngôi vị của mình. Nhà vua cũng hiểu rằng hoàng quý phi vẫn chưa hài lòng với tước hiệu mà ông trao cho. Hoàng quý phi Sininath không biết ơn và hành xử theo cách không xứng đáng với tước hiệu của mình. Bà cũng không bằng lòng với tước hiệu được trao, mà làm mọi thứ để nâng mình ngang hàng với hoàng hậu. Hành vi của bà thể hiện sự bất kính đối với nhà vua và gây ra sự chia rẽ giữa các triều thần và hiểu lầm trong công chúng, thông báo cho biết thêm.